Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 3 ngày 5 tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp để đón may mắn, tránh xui xẻo cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 5 tháng 9 năm 2023, tức ngày 21 tháng 7 âm lịch, ngày Bính Dần, trực, phá, nên chữa bệnh, phá rỡ nhà, đồ vật. Tuổi xung ngày, Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. Tuổi hợp trong ngày, ngày Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục. Giờ hoàng đạo, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, hướng tốt xuất hành, hướng Tây Nam, hướng Đông. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi may mắn hơn người trong ngày thứ 3 này sẽ là tuổi Thìn, tuổi Tuất và tuổi Mão. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng Lịch ngày tốt xem tử vi ngày 5 tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, hôm nay chính quan tương trợ sẽ giúp các bạn tuổi Tý sớm nhìn nhận ra được vấn đề trong công việc mà mình mắc phải. Chuyện tiền bạc hôm nay không gặp biến động lớn, chỉ cần không tiêu tốn tiền vào việc mua sắm linh tinh thì bạn vẫn dư giả, độc lập đến mức không người san sẻ, như thế nên lúc khó khăn Tý chẳng cần nhờ vả ai. Tình duyên lên hương, nhờ cục diện thủy mộc tương sinh, Tý khống chế cảm xúc khá tốt nhưng cũng không phải là người dễ ăn hiếp nên chẳng ai dám đặt điều cho bạn. Nay bạn sẽ gặp được nhiều người với ánh mắt ấm áp và sự quan tâm tinh tế. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, cảm thấy không được khỏe trong người, gần đây xương khớp có vấn đề. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, dù thời điểm hiện tại bạn rất chán nản nhưng vẫn phải cố gắng bước tiếp. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, sống vì bản thân, luôn yêu chiều những mong cầu của người thân. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, có tinh thần chiến đấu và quyết đoán trong mọi vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, hãy xem lại mối quan hệ giữa bạn với người ấy. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, thương quan khiến công việc của Sửu trong ngày mới trở nên áp lực và phức tạp. Do khối lượng công việc lớn, không đủ sức để gánh nên bạn rất dễ nổi cáu. Những bạn làm văn phòng, công chức thì nên đề phòng tai họa do tiểu nhân bày mưu tính kế. Tiền bạc cũng không thông khiến bạn đau đầu suy nghĩ cách chạy vậy trả nợ. Nhiều người làm chủ nhưng cũng không mấy thoải mái, áp lực hơn cả nhân viên. Sự nóng nảy trong suy nghĩ của Sửu khiến con giáp này vướng vào vòng luẩn quẩn. Ngũ hành mộc thổ tương khắc không tốt cho đường tình duyên của con giáp này. Rất nhiều bạn quá dè dặt, không dám bày tỏ tình cảm. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, bạn hít thở hơi nặng nề vì đang mệt mỏi và áp lực quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, cần phải đấu tranh cho quyền lợi của bản thân trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, được người khác nhờ giúp đỡ việc quan trọng, chớ vội từ chối. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, làm sai thì sửa, không có gì phải sợ. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, nên cẩn thận với tai nạn xe cộ. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Tý. Tử vi tuổi Dần, thiên ấn báo tin cho Dần biết, thời gian tới có thể bạn sẽ được lựa chọn cho vị trí tốt hơn. Bạn cứ phát huy tinh thần hiện tại, hôm nay làm gì cũng phải đúng hẹn, hãy tôn trọng thời gian của người khác như thời gian của chính mình. Tiền bạc quan trọng nhưng đừng hao tâm tổn sức quá, nếu có thể thì nên nghỉ ngơi vài ngày. Vì gần đây, sức khỏe của bạn đang sa sút, con giáp chăm chỉ này chỉ cần nhắc đến việc kiếm tiền sẽ không bao giờ ngại ngần. Hai hành mộc tương hòa cho thấy, nhu cầu yêu đương của con giáp này không cao. Bạn nhìn thấy những người mình yêu thương luôn khỏe mạnh, vui tươi là đủ. Có lẽ càng suy nghĩ đơn giản thì hạnh phúc trong tâm hồn của bạn càng được đong đầy. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, hãy bắt đầu làm những việc nhỏ trước khi làm việc lớn. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, tự biết bản thân nên làm gì, không cần lời khuyên của bất cứ ai hết. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, cố gắng từng ngày vì gia đình nhỏ. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, thật tuyệt vời khi cuộc sống của bạn còn nhiều điều may mắn ở phía trước. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, cẩn thận kẻo bị dị ứng thức ăn hoặc thời tiết. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường xám cho, xanh lam, quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão,
Trình Ấn nói rằng, Mão hãy suy nghĩ lạc quan lên, có vẻ như công sức của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Bạn đã nỗ lực với tất cả những gì mình có, nên có thể tự hào về chính mình. Nhờ tam hội cục soi sáng, Mão làm ăn được nhiều người ủng hộ, tiền bạc đổ về đều đều. Bạn có nghề tay trái nên không sợ thiếu trước hụt sau. Tính cần cù chịu khó làm ăn nên trời thương, không để bạn phải thất vọng với khả năng kiếm tiền của bản thân. Trong chuyện tình cảm, bạn luôn lắng nghe, thấu hiểu đối phương nên mối quan hệ ngày càng bền chặt, gắn bó. Bạn dành hết mọi sự tốt đẹp cho người mà mình quan tâm. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, thà bị cô lập chứ không thích thảo mai để lấy lòng người khác. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, làm gì cũng thuận lợi, vào cuối ngày có tin vui tìm đến. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, các cặp đôi biết thấu hiểu, thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, không tin tưởng bất cứ ai nên làm gì cũng phải đích thân mình tự làm. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, cẩn thận trong từng việc nhỏ nhặt. Con số may mắn 0, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh lục, quý nhân phù trợ, Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, ngày mới công việc của Thìn khá suôn sẻ khi có tam hội cục trợ vận. Những rắc rối trước đó đều được bạn giải quyết triệt để. Bạn giỏi giang, ăn nói dễ nghe, có thể thuyết phục người khác. Như thế mà công việc cũng dễ thở và khách hàng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Thực thần đem đến lộc lá dồi dào cho Thìn trong ngày mới. Đường số nhận được sự hỗ trợ khá nhiều từ phía gia đình. Nhờ vậy mà khó khăn tài chính giảm bớt. Những người muốn mua xe, mua nhà hoặc đi xem nhà, xem đất để mua, hãy chọn ngày đẹp này để tiến hành. Đường tình duyên của bạn hôm nay không được tốt cho lắm do ngũ hành thổ khắc mộc. Nếu đã quá mệt mỏi trong tình yêu thì hãy buông tha nhau, đừng níu kéo vì vài lý do ích kỷ. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ khiến tâm trạng bạn tụt dốc. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, được hưởng nhiều phúc phần của ông bà tổ tiên để lại. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, khó tính, khó chiều nhưng không hẹp hòi ích kỷ, chi tiêu rất sở lời. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, gặp trục trặc trong vấn đề giấy tờ, đi lại, làm gì cũng phải cẩn thận. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, ăn uống, ngủ nghỉ tốt hơn mọi ngày, tâm trạng thoải mái. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Tỷ Kiên Lâm Vận, dự báo chuyện làm ăn của Tỵ diễn ra không mấy thuận lợi. Bạn có thể gặp một số rắc rối, hàng hóa không đắt khách như mọi khi hay gặp vấn đề liên quan đến vận chuyển giấy tờ. Ngày dần Tỵ lục hại nên vận tiền bạc của bạn cũng xuống dốc không phanh. Con giáp này muốn tiết kiệm hơi khó vì nay có rất nhiều việc cần đính tiền. Những lời nói của người thân trong gia đình đôi khi hơi khó nghe nhưng đều tốt cho bạn, đừng cố chấp cãi lại. Con giáp cứng đầu này còn dễ vướng vào họa thị phi do bản thân buột miệng nói ra những lời không hay. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, có những người tỏ vẻ rất tử tế với bạn nhưng sau lưng toàn làm chuyện khó coi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, chất lượng giấc ngủ có phần đi xuống. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, đừng tự nghi ngờ chính bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, bạn dần phải học cách chấp nhận việc đột nhiên mất đi một điều gì đó trên thế gian. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, ngàn vạn lần đừng quyết điều gì khi nóng giận. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đỏ, vàng, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, tử vi hôm nay nói kiếp tài lâm vận gây hại cho công việc của tuổi Ngọ. Bạn sẽ gặp phải một vài bất đồng trong giao tiếp với đồng nghiệp vào ngày hôm nay. Người làm chủ thì mệt mỏi vô cùng, ôm thêm nhiều việc nhưng không tìm được người tin tưởng để gồng gánh cùng mình. May mắn là đường tài vận có tam hợp cục trợ lực nên tiền bạc cực dồi dào. Bạn thu lợi nhuận cao từ việc kinh doanh, canh tác nông nghiệp hoặc nuôi thủy hải sản. Năng lượng người ấy trao cho bạn có thể khiến bạn ngày ngày vui vẻ thức giấc, tối tối yên tâm đi ngủ ngon giấc. Mặc dù rất kém ở khoản ngoại giao nhưng tốt tính và hiền lành nên ai cũng muốn nói chuyện cùng bạn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, người bản lĩnh sẽ biết chế ngự được cảm xúc, biết điều gì phải làm, điều gì là không nên. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, nỗ lực hơn không phải để chứng minh cho người khác thấy. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, hãy bớt khắt khe với bản thân hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, hãy dành cho bản thân những phút giây nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, đừng lo lắng về những chuyện chưa xảy ra. Con số may mắn 8, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, cam, quý nhân phù trợ, Tuất, Dần. Tử vi tuổi Mùi,
thương quan giáng họa cản trở con đường làm ăn của Mùi trong ngày hôm nay. Ở nơi làm việc, dù có năng lực nhưng Mùi có thể trở thành tâm điểm của sự chỉ trích và những điều tiếng xấu do ghen ghét nhau. Bên cạnh đó, những bạn muốn khai trương hay nhập trạch cũng nên tránh ngày này ra. Bạn dễ bị người khác lợi dụng chuyện tiền bạc, vay tiền không trả hoặc nợ mãi không đòi được. Tốt nhất, Mùi nên đòi thẳng, đừng nể mặt nếu họ không biết điều. Ngũ hành Mộc Thổ Bất Dung cho biết, Mùi khá thẳng thắn nên đôi khi làm mất lòng người khác mà không hề hay biết. Dẫu biết rằng bạn không có ý xấu, nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý, đừng tự mình hủy hoại đi mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, cẩn thận với những căn bệnh liên quan đến dạ dày và tim. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, dễ bị người khác làm phiền, tính tình sởi lời nên hay bị nhiều vạ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, người ấy sẵn sàng làm mọi việc theo ý muốn của bạn. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, sống độc lập, không muốn vay mượn ai, rất sợ nợ nần. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, chuyện tình cảm khó nói, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Con số may mắn 9, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đỏ, vàng, quý nhân phù trợ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, tướng xung cảnh báo, Thân không nên xen vào mấy chuyện riêng tư của người khác, thay vào đó bạn nên tập trung hoàn thành tốt công việc của mình trước đã. Nếu thời điểm hiện tại bạn vẫn cứ vô tư, suy nghĩ nông cạn, thì thời gian tới đây bạn sẽ bị người khác vượt mặt rất nhanh. Thiên tài bù đắp tổn thất cho đường số, dù tiền bạc có chút khó khăn, nhưng không cần phải quá tính toán đâu. Sắp tới bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng lớn từ công việc tay trái hoặc được người khác cho lộc buôn bán trúng thưởng. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng son thường xuyên tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Điều này khiến bạn thực sự chán nản. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, tính tình nóng nảy, lúc giận dữ thì hay buông ra những lời khó nghe. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, không bị làm phiền bởi những thứ dang dở chưa kịp hoàn thành của ngày hôm qua. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, bạn quen với việc bị ấm ức rồi, nhưng có người quan tâm cái tự nhiên thấy tủi thân. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, chỉ mong mọi việc thuận theo ý mình, ghét bị người khác xen vào. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, hy sinh bản thân để con cái có một tương lai tốt hơn. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, B, ánh kim, quý nhân phù trợ, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, có người cố ý hãm hại bạn, nhưng do ăn ở hiền lành, có quý nhân mách lối, bạn tránh được họa này. Trong chuyện làm ăn, hãy cảnh giác với những đối thủ dày kinh nghiệm. Chính tài đem tới sự phấn khởi cho Dậu trong chuyện tiền bạc, công việc thu nhập tốt, lại thêm vài khoản phụ thu khiến bạn vui vẻ vô cùng. Sự nhanh nhẹn trong việc buôn bán, quảng cáo sản phẩm giúp con giáp này ra đơn ầm ầm, lộc lá về tay không cản kịp. Vận tình duyên không được như ý do Mộc Kim tương khắc. Các bạn trẻ yêu đương dại dột, bạn đang mong cầu quá nhiều vào đối phương để rồi nhận lại sự thất vọng càng lớn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, người không thực sự thân thiết với bạn, đôi khi lại giúp đỡ bạn rất nhiệt tình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, chỉ có tiền mới khiến bạn cảm thấy vui vẻ vào lúc này. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, nhiều việc xảy đến trong ngày, bận rộn không có thời gian chơi bời. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, nhiệt tình khi có khách tới chơi, người khác đánh giá cao thái độ của bạn. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, càng ngồi nghĩ càng thấy mình không hợp với chuyện hôn nhân. Con số may mắn 7, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi hàng ngày thấy Tuất là con giáp may mắn nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Bạn hòa đồng và vui tính, truyền năng lượng vui đến mọi người xung quanh, hiệu suất công việc tăng cao. Ngày đẹp có lợi cho việc khai trương, mở hàng, buôn bán thực phẩm, mua giống cây trồng hoặc đào ao. Thực thần dự báo tiền tài của Tuất tăng cao trong ngày này, bạn đang lựa chọn con đường đầu tư đúng đắn, linh cảm của bạn hiện tại rất chuẩn. Con giáp này còn có nhiều khoản thu nhập riêng được các công việc làm thêm. Tình yêu đang thăng hoa rực rỡ, vợ chồng biết đồng lòng chia sẻ khó khăn cùng nhau, chỉ là tình hình sức khỏe phải cẩn thận hơn một chút. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, bạn cố gắng kìm nén không liên lạc với một người, bạn nhìn họ xem, họ không cần cố gắng cũng làm được điều đó. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, gặp nhiều chuyện vui trong ngày, tâm trạng được kéo lên. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, buổi sáng nên dậy sớm tập thể dục nhẹ nhàng, lấy năng lượng cho ngày mới. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, vẫn còn nhiều nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc hiện tại. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, là người chu toàn và kỹ tính, luôn lo lắng cho con cái. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ,
màu sắc cát tường, tím, bạc, quý nhân phù trợ, ngọ, dần. Tử vi tuổi Hợi, thiên quan lâm vận cho thấy đường công việc của Hợi ảm đạm, gặp trục trặc bất ngờ. Nếu muốn kiện cáo đòi quyền lợi thì không nên tiến hành trong ngày hôm nay. Những bạn làm chức nhỏ trong cơ quan dễ bị bôi nhọ danh dự và uy tín của bản thân, tiểu lực cánh sinh vì sau lưng không có ai chống đỡ. Trong ngày có điểm hao tốn tài lộc do tương phá đe dọa, vì thế nên Hợi nhớ khóa cửa cẩn thận, không nên để nhiều tiền mặt trong ví khi đi ra ngoài. Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, bản mệnh nên lắp thêm camera để đề phòng trộm cắp. Tình duyên là điểm sáng trong ngày nhờ thủy sinh mộc. Hãy luôn trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình. Dù có đáp lại hay không thì cũng nên lịch sự. Bên cạnh đó, các bạn nữ được đối tượng khác giới theo đuổi nhiệt tình. Thời điểm vượng duyên này, hãy cho người đó một cơ hội nhé. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, nếu có ai đó bỗng dưng nhiệt tình với bạn thì đừng vội mừng. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, cứ làm trái ý là khủng lên, luôn cho mình là đúng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, chuyện cũ nhưng bạn thích nhắc lại cho mới, không chịu thua bất cứ ai. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, người khác càng chê bai thì bạn càng có động lực để cố gắng. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, bản lĩnh hơn người, lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ bản thân và gia đình. Con số may mắn, 4, 5, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xám, đen, quý nhân phù trợ, mùi, mão. Đánh giá tử vi hàng ngày mùng 5 tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Tuất, Thìn. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Thân, Tỵ. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!